như là thì lúc chờ setup cái làm ăn khó lắm. Nên quyết định là không chơi luôn, không chơi game để thua để mua đồ ăn cho các em tôi ăn. Hello anh. Không hello em. Hello anh. Mà Thư đang chào đón năm rồi. Trong thời gian nghe hình phần khóa và phần chơi game, bạn phải tìm cái hội thổi vô cổ. Thổi vô cổ ai? Thì tí nữa em sẽ đánh bốc thăm đó. Nếu không thực hiện được thử thách này, mua đoán cho những chơi chơi được lại. Mua đoán thôi mà. Mình giả bộ mua để mình mua đoán. Để mình có cớ để mình ăn. Rồi, thổi vô cổ ai? Để xíu nữa thì mình sẽ bốc thăm trước, phần từ khóa sẽ bốc thăm để mình không có thể nói trước với mình. Sorry, sống dễ dàng quá. Chừng nhậm quá dễ. Người bạn phải thực hiện thử thách là chừng nhậm. Mà thử thách là gì quên. Mà thử thách là gì quên. Mà thử thách là gì quên. Ok, anh Ngân ơi, hồi nãy anh có thực hiện được thử thách không? Anh quên luôn, nhưng mà anh nhớ giữa chừng, nhưng mà anh không làm. Anh sẽ mua đồ ăn cho mọi người ăn. Hoặc làm anh mà làm anh khó lắm hay đâu chị. Em nghi ngờ về điều đấy. Là anh chơi không? À đó anh nghĩ là anh không chơi luôn. Mua thuộc cái hộp này của em rồi. Em nghi ngờ điều đấy là anh chơi thua. Được em anh ơi. Ơi. Ê. Cho một tay. Ê. Đúng rồi. Trời ơi! Ngon. Hôm nay có lộc ăn quá. Hôm nay lộc ăn hả? Các em vui là được. Dạ. À là anh không mua à? Không, anh không chơi luôn. Anh không chơi đâu. Luôn. Không phải anh không chơi mà anh không chơi. Anh không chơi luôn. Mọi người nghĩ sao khi mà anh Ngân bảo là anh Ngân cố tình thua để được mua đồ ăn cho mọi người ăn? Wow! Là gì chứ? Sao? Chúng biết có rất là đơn giản. Nó gì thôi. Thấy bạn là gì? Ví dụ như bút chá, bút chí thảo. Quá đơn giản, anh quên muốn cái hộp. Anh quên nhưng ngồi chơi. Không, anh nhớ luôn. Còn cái thứ hai là cái gì ta? Không nhớ luôn. Không nhớ nhưng mà rất là đơn giản. Những cái rất là đơn giản mà không làm. Là anh không nhớ, đó. Đến nhiệm vụ anh còn không anh nhớ. Anh quên anh nói gì? Ý là anh đã quyết định em từ đầu giờ là không chơi. À, anh muốn mời của em ăn đúng không? Tại vì anh cần cái cớ để mời của em ăn. Bây giờ tất cả. Thế thì bây giờ ngày nào anh cũng mời rồi. Ok luôn. Nhớ nha, quay nha. Mỗi lần gặp hỏi mời anh chắc. Đã lưu. Biết đâu được cái món thiếu vắng người anh này thì sẽ nói chuyện với em bổ. Nếu anh em làm sao sống được đấy? Ai sống được em là Bị mê. Đó. Ăn hết đồ của anh Ngân chưa? Chưa. Hết đồ của anh Ngân không? Thì sao anh Ngân? Ồ, lộn chương trình không? Rồi. Rồi còn đồ của Oset, cái Oset quen luôn với mọi người cũng được. Thôi rồi, Oset đợi lúc set set bỏ tính. Phải nhiều đồ ăn mọi người ạ? Đã phải nhiều đồ ăn lắm kìa. Đúng rồi, set đó lên. Lại ăn tăng 2 đúng không? Đúng. Ok. Ngon nhỉ? Không phải là tắm hoa hồng như một hình nhỏ. Ok nha. Em có vui không? Hôm nay anh tắm có bình thường này. Mọi người đã buông, chỉ nhất định anh Ngân không buông. Buông đũa hết ra nè. Không, nhưng mà tất cả mọi người phải học Huy. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Hỏi Lục Huy cách mà không bị phản lực nào. Chiến tích nè. Nói chung là mình chỉ cần kéo léo. Không, thực sự là những thử thách rất là dễ. Anh làm rất là dễ luôn. Thì bạn không làm dễ. Nhưng mà nhiều khi bây giờ chưa chắc là đã ai biết em là thử thách gì đâu. Đúng rồi, chính xác. Rồi hỏi mọi người đoán đi. Mọi người đoán xem là em là thử thách cái gì. Không biết luôn. Đó, trời chuẩn không? Sắc luôn, thì bây giờ không ai biết mình làm thành gì. Ví dụ là cầm tay. Chính xác. Cầm tay ai nè? Cầm tay ai ta? Em không nhớ là em không được Hương Huy cầm tay. Nhưng mà những cái thử thách mà em chủ động nó dễ. Có những cái bị động này, như ai bảo này, bắt anh đi vô xe này, nhiều cái bị động quá. Khó làm lắm. Luôn luôn bắt được cái bị động. Ví dụ bắt anh Ngân hôn gió.
bắt Soho làm núng núng à, bắt bắt anh Ngân hôn gió. Đừng tối về mất ngủ lắm. Ta đi. Cái hôm đấy em có nhìn anh Ngân này, em kiểu anh Ngân kiểu ý, tự nhiên em hôn gió anh một cách không có lý do, anh cũng không biết. Đúng rồi, chọn đang làm cái gì vậy? Kiểu là anh với em đang nói cái câu gì đó, nói chung đấy. Là em nói lại hai anh em, ồ em hôn là anh cũng nên hôn lại liền. Em rất tìm cái điều đấy nhưng mà mãi không có được đâu. Biết vì sao mà chị stylist cho sao mà áo mà bách tôi. Nhưng mà mấy anh em thành đó dài hết rồi. Nè bảo mở hộ xe nước không mở luôn. Đúng không? Đây là tình bạn chắc có phải lâu. Tại lâu đi. Nhưng mà em mới phát hiện cái này hay lắm rồi mọi người. Vì sao hôm nay chị stylist cho Sơn mặc cái áo mà bách thú? Vì sao? Đồ chó. Đấy thì Sơn cũng là một con trong đấy mà. Sao tụi Sơn không quá khó. Ừ. Gắt một con Monster Monkey. Đúng rồi, con em được chọc thức ăn. Dạ, trong đó một con xà tinh. Nhưng giữa những tiền mặt đại thiếu buồn. Anh sẽ mặc quán quần ra con xà tinh. Con xà tinh nữa. Ấy, cho anh xà tinh nữa. Anh nói trước. Rồi. Ok, quay. Ok, trả nè. Em xin lỗi. Rao bán nè. Ôi trời ơi, cái chú là chú vừa ăn thì sao? Cầm ngon, cầm đây. Vừa giật tóc tôi đúng không? Mới lại tại về cái. Này nhưng mà anh vừa có đau bụng quá mọi người. Sao tới chỗ không ai vậy? Ông xem. Anh ơi. Anh ơi. Mới đau bụng quá mọi người. Mà tại là có khỏi xoài mấy kim không à? Mà tôi đánh danh vậy? Biết rồi, biết có ăn uống gì là tụ họp lại. Giống như đây là một cái đường vẫn còn đồ ăn. Vẫn còn đồ ăn. Quay sắp xong mà vẫn còn đồ ăn. Ý em là coi kỳ tụi em. Đồ đó đồ cả. Nhưng mà có bỏ miếng yên không? Giờ đâu ai dám ăn nữa. Bây giờ 1 giờ sáng rồi. Thì ăn ngày mới anh thôi. Bây giờ anh nhận thì em đại diện nhận tấm chân tình của OSAC thì vô cùng. Còn các đứa em nghĩ là nó không ăn đâu. Em khóc thì đã. Thế em không bột luôn. Thế em bột luôn. Thế em bột luôn. Thế em bột luôn. Có bột mía ghim. Ghim là gì anh? Mía ghim là cái ghim như sau á. À, em nghe hoài mà không hiểu cái từ đấy nó nghĩa là gì đó. Nó cổ mà nó nóc á, hồi đó đi học. À là nó ghi cái bài này. Nó khóc quá. Anh ơi mọi người nhau. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt.